Mình hôm nay sẽ trở lại tiếp tục series giải siêu cấp của con Nixxever 216. Thì nói chung là gần đây rất là nhiều cái sự kiện, thành ra là video của Cú thì những cái video mình có thể rảnh là sẽ bình luận được, còn những cái video nào không rảnh thì mình ghép nhạc, thì anh em cũng thông cảm ha mọi người. Tại vì nó bây giờ là đi kết hợp giữa giải siêu cấp và cả giải ngôi sao luôn, cho nên là mỗi video nó cũng khá là dài. Nếu như mà như buổi trưa như Cú như thế này nè, thì Cú có thể ngồi để tư vấn ngồi để xàm xàm cho anh em nghe. Còn nếu như mà lúc nào không rảnh thì thường thường là Cú sẽ chuyển giải siêu cấp vào buổi tối để mình quay sẵn, và qua hôm sau thì mình sẽ up cho các bạn. Và nếu như nó dài quá thì Cú không có thời gian để mà ngồi để mà bình luận trận đấu hay là xàm xàm cho anh em vui tai nữa, cho nên là thường thường thì sẽ, nếu như mà bận thì sẽ ghép nhạc ha mọi người, còn nếu như không bận thì sẽ ngồi tào lao mí lao chơi cho nó vui. Giờ này thì không biết là có ai đi giải ngôi sao nữa không các bạn. Thôi thì bây giờ là chúng ta sẽ hủy đi ha, chúng ta sẽ tập trung cái giải siêu cấp thôi, còn giải ngôi sao thì chúng ta sẽ đi sau nha mọi người. Ok. Giờ này cũng không biết là có ai đi không nữa. À có rồng một màu. Thì nick này không biết là lên kim cương 7 chưa anh em. Đây cũng là một trong những nick mà lực chiến khá là cao ở level 4X nha. Wow, bắn trước Cú luôn mà Cú cũng không biết là tên ảo hay là tên thật nữa. Mà sử dụng được băng và cả bia bơm thì tất là tên tên thật rồi anh em ơi. Vậy là mạnh phết đấy chứ nhờ. Để một lát Cú ra bảng xếp hạng Cú xem nha. Tại vì đợt trước Cú xem thì hình như là kim cương 6 nhưng mà cũng đã hơn 900k rồi. Tại vì lâu rồi thì Cú đã mấy cái con nick ở server cộng 609 thì Cú đều đã bán rồi ấy anh em. Cho nên là wow hay thế nhở. Ủa, cái này là pha thần báu hả mọi người. Ủa trời cái gì vậy. Ủa rồi rốt cuộc là đối thủ của mình bắn cái gì vậy anh em. 18. Hiện tại thì chúng ta đang bị phong ấn nha. Thì đây là một pha ném chay thăm dò. Tuy nhiên thì pha ném chay của Cú không thành công nha các bạn. Bị thiếu một tí xíu lực. Ok, thì đây là một pha liên kích kèm với đó là thần báu. Ui. Ủa. What. Hơi bị khó hiểu chút này nha anh em. Để Cú ra Cú xem là anh ấy bao nhiêu ca lực chiến rồi. Phi công Gino. Đây gồng một màu đúng không các bạn, 989k nha. Vậy là chắc chưa lên kim cương, chưa lên kim cương 7, cho nên là còn kiểu như là cái điểm phòng thủ và hộ giáp thì nói chung là kém hơn hai cái nick 40 kia. Nhưng mà đây cũng là một trong những nick 40 mà chịu chi, với lại cũng rất là mạnh rồi các bạn. 40 mà 900 mấy, gần 1 triệu rồi thì xương xương mấy anh 7X tầm 900 và 1 triệu lực chiến như Cú thì cũng phải dè chừng ở những cái pha bow gọi là bảo kích và cả những cái pha rig ha. Bây giờ thì Cú sẽ tập trung để đi giải siêu cấp riêng. Và nếu như mà cái giải ngôi sao mà Cú có đi riêng á thì Cú sẽ quay từng trận và có thể là Cú sẽ rep lại với nhau nha mọi người. Ván này thì chúng ta gặp bạn Sake. À bạn ấy âu luôn. Tranh thủ chúng ta lên gà năm là chúng ta sẽ thoải mái để mà đi cái giải ngôi sao. Giải ngôi sao thì nói chung là nếu như mà thật sự rep mà có người như ở giải siêu cấp này á thì Cú cũng có hứng lắm các bạn. Thật sự là gặp đối thủ mạnh hay yếu thì đối với Cú nó rất là bình thường. Thì nói chung là thua hoài thì cay, là cái đó ai cũng cay rồi, không riêng gì Cú. Nếu như mà các bạn cay một thì Cú cay 10 thôi. Tại vì các bạn chỉ, đó là cái nick chính của mọi người. Thì mọi người đi mỗi ngày các bạn thua hoài các bạn cũng bực. Còn đối với Cú thì một ngày đi 2-3 nick, hết giải ngôi sao tới giải siêu cấp mọi người. Thật sự là chủ nick không có gọi là bắt buộc mình phải đi mới cho ké. Nhưng mà tại vì thấy mấy ông chủ nick mấy ông bắn kém quá các bạn ơi, cho nên là mấy ổng đi là sẽ làm nền cho đối thủ thôi. Cho nên là mình cố gắng để cho lọt vào top 32 là ok, chứ không có cần là phải những cái top cao. Thôi trời, bây giờ nó xếp cho mình gặp cả level 25 luôn các bạn. Giải siêu cấp bởi vậy càng ngày, tại sao các bạn cái lại con gà vàng nó lại bị tố là như vậy đó. Tại vì các bạn biết không, ở giải siêu cấp bây giờ á thì Cú cảm giác là rất là ít người đi. Sao mà cái vụ mà bị lỗi cái
mật lệnh mà anh em úp cái hộ giáp ấy thì bắt đầu là nó vắng luôn, tới thời điểm hiện tại luôn rất là vắng ở giải siêu cấp. Thành ra là khi mà anh em đi thì đây anh NWK thì đây là một bạn mới nha. Hồi hôm qua thì mình vô tình thấy bạn ấy úp bài thì Cú cũng có chào hỏi ở trên group ấy. Thì nói chung là nói sương sương thôi chứ cũng không dám mà ngồi trò chuyện như là hai người thân quen nữa. Tại vì thật sự chưa quen biết các bạn ơi. Mắc công là Bảo thấy tớp thì bắt sang thấy sang bắt Hoàng làm họ thì tội nữa. Tại vì hồi đó tới giờ Cú ít khi nào mà comment ở trên cái group chính của Gunny ấy. Những cái bạn nào, những cái anh chị nào thật sự là quen với Cú và thường hay nói chuyện thì Cú mới hay comment để đùa vui thôi. Còn thường thường nếu như những anh tớp lạ lạ tuy là gặp ở sảnh nhiều thì cũng ít khi nào Cú bay vào comment lắm các bạn. Hồi hơi bị chạy lực rồi nha. Tuy nhiên thì vẫn chuẩn xác nha các bạn. Và có được một pha rít là 10.000 máu. Ở pha bắn này thì nói chung là Cú chạy lực một tí xíu, thành ra là tạo cho đối thủ có một cái góc cao luôn. Thì nét này vô tình ngày hôm qua Cú xem ở trên group là lực chiến 1 triệu nha anh em. Nhưng mà ở level 56 thì họ vẫn bị yếu thế hơn chúng ta một tí xíu. Cho nên là chúng ta sẽ bắn nhẹ, nhã nhặn một tí. Ok. Gió xui thì không có biết làm sao mà để bắn trúng được những cái pha sau nữa các bạn. Ở đây thì bạn ấy sử dụng một pha băng và không may cho bạn ấy thì cái pha băng này lại là một cái ta, cái pha gọi là tự vả vào đầu nha mọi người. Gà cho nên là phải bay sang vậy đó các bạn, khổ không? Ok. Cái đó là Cú bỏ lượt chơi ấy, bỏ lượt đại ấy, hên xui ấy. Thì đây là một pha full dam kèm với đó là skill khóa di chuyển nha các bạn. Và không may thì chạy xuyên giáp, thành ra là đã kết thúc bạn anh NWK này. Thì ngày hôm qua Cú có comment vào bài viết của bạn ấy là Cú khá là đáng khen cho bạn ấy. Tại vì mặc dù là bạn ấy thua mình rất là nhiều, thật sự đi gặp thua mình đó này không phải mình nổ nha. Tại vì họ yếu hơn mình thì họ thua là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà bạn ấy vẫn giữ gọi là chơi dam tuyệt đối ở mọi hoàn cảnh, mọi cảnh đấu luôn. Chưa bao giờ có một trận nào phá đào cả. Còn những anh em kia nhiều lúc á các bạn mình rất là bực bội luôn. Hàng ngày anh em chơi với nhau ở giải siêu cấp như thế này nè, thậm chí là cái cảnh con rùa còn 5-5-5 không dám làm đau nhau nữa các bạn, mà tự nhiên vào trong giải ngôi sao hay là không biết lý do gì thì đào. Còn ở cái vụ viện mà chơi đào đối với mấy anh thớp mà không mang hạt nhân á, thì nói chung là mấy anh cũng đã chia sẻ với Cú rất là kỹ rồi. Tức là do là Cú sử dụng hạt nhân để đi cho nên là những cái cảnh mỏng thì mấy anh ấy xin phép là chơi đào, để sợ là mình nổ hạt nhân á thì Cú đồng ý. Còn đối với những bạn mà thường ngày chơi đam tự nhiên chuyển sang đào thì mình rất là cay, kiểu hụt hẫng ấy. Đây bây giờ gặp 61. Trời ơi, tên ảo các bạn. Cay chưa mọi người? Trong khi là hình như là thể lực của mình tốt hơn chứ nhờ. Chắc chắn là tốt hơn rồi. Tại vì một pha ném chay của Cú lên đến 14.000 máu nha anh em. Thì bạn này cũng đến từ Gui Việt Nam, có tên nhân vật là Mon. Việt Nam này thì nói chung là bây giờ nhiều quá, không biết là cùng cụm hay không. Cùng cụm của Cú thì vẫn có Gui Việt Nam nha. Ôi dồi, có tên luôn các bạn. Bây giờ là Cú sẽ tiếp tục sử dụng cho mình là một pha 5-5-5 và kèm với đó là Ngọc Bảo Kích, chắc chắn là bay màu. Hơn 200k máu nha các bạn. Thì đã đưa đối thủ bay màu luôn. Bây giờ là chúng ta đã lên được gà 10 rồi. Nói chung thì bây giờ xếp cho Cú gặp xương xương thôi. Ôi dồi ôi, top ở giải ngôi sao đây CR7. Anh này thì bao nhiêu lực chiến các bạn? Ngày hôm qua thì Cú đi giải siêu cấp có gặp CR7 và Cú có vào top xếp hạng xem. Tuy nhiên thì không thấy, không biết là bạn ấy có đổi tên hay là bạn ấy tháo đồ nữa, tức là đeo đồ nhỏ ấy, cho nên là bị trôi ấy, Cú không có nhìn được ấy. Nhưng mà thấy cũng ghê gớm lắm mọi người, nằm ở trong bảng xếp hạng của ngôi sao nha. Nhưng mà cũng có một số anh em này nói nằm trong bảng xếp hạng ngôi sao là dùng thôi toàn lò đĩa với các bạn. Mic rồi đấy, à vẫn trúng, may mắn phết nhờ. Thì đây là một pha full dam kèm với skill của Bethu nha các bạn. Ở đây thì một tia gây ra được 700 máu và con rồng quỷ quái nó hồi tới 600 máu cho một tia anh em. Cái con rồng này mà thèm thịt rồng phết nhờ. Ở đây thì Cú vẫn như những bạn khác gọi là sợ những cái pha bâu nha mọi người. Những cái pha bâu của Kara thì các bạn cũng biết là bạo kích và cả hạt nhân, thì đó là một trong những nỗi ám ảnh đối với những bạn mà đi gặp buôn map.
chứ ngoài ra thì tẹt bô thôi. Ôi trời ơi, thấy chưa mọi người, không có tuôn luôn các bạn, chán thế nhờ. Mấy bạn này có vẻ khá là đỏ nha anh em. Ôi ôi ghít dữ thế. Chơi bâu thôi anh em ơi, chứ bây giờ là không còn gì mà để lấy tơn nữa rồi. Tại vì ném bét thì sẽ chắc chắn là rất là khó để mà có thể có tơn được ha. Thì bây giờ phải chịu thôi chứ làm sao bây giờ mọi người. Bạn ấy rất là may mắn khi mà có pha đó. Thế bảo kích tốt nhờ. Lại làm mình hơi bị cay nha, thật sự là muốn buông map ngay mà luôn ấy. Tuy nhiên thì các bạn buông map mà các bạn đen thì các bạn cũng rất là khó để mà win được. Cho nên không phải buông map là các bạn sẽ win. Buông map ở đây thì các bạn sẽ gặp cảnh cứng và các bạn mang full combo gọi là tấn công hoặc có thể là đam như là Kara và bét rồng hoặc là Kara và rắn ha. Thì ở đây là sẽ giúp cho các bạn là sẽ có cái gọi là cái tỷ lệ win nó cao hơn và cái lượng sát thương các bạn sẽ cao hơn. Chứ chưa chắc là các bạn sẽ gọi là sao nhờ. Ở đây thì chơi luôn đi ha mọi người, chứ bây giờ mà băng làm gì. Bạn này thì cũng rất là trâu nha, Cú đã có nhìn qua lực chiến rồi. Tuy nhiên thì Cú làm biến bò quá anh em ơi. Đấy, cũng không thua kém gì bạn anh NWK khi nãy nha. Nhưng mà Cú làm biến bò sang bên kia quá xa quá các bạn ơi, bem luôn. Để dành băng một lát quẩy sao. Bây giờ là bạn ấy sử dụng cho mình một pha 5 năm để lấy tên. Một pha bắn không tới nha các bạn. Tiếp tục là một pha full dam. Hay thế nhở. Ôi dồi ôi, liên kích nữa mọi người. Thì đây là một pha ném bét của mình nha các bạn. Thì bạn ấy cũng sử dụng một pha ném bét để phản đam. Ôi trời ơi, xuyên giáp. À 13.000 mẫu. Bây giờ là mình sẽ bắn cho bạn ấy bằng lại nha mọi người. Chơi luôn. Bạo kích là hạt nhân. Sorry. Ôi trời ơi, 30.000 máu cho một tia các bạn. Phải khi nãy mà cú bâu mà chạy được cái combo này đối với bạn CR7 thì phải gọi là tuyệt vời anh em. Nói chung là mấy bạn đó kiểu như là họ may mắn phết ấy. Ngọc quá là đỏ luôn, ngọc bạo kích mà cú cứ tưởng như là ngọc miễn kháng ấy, nó chạy đùn 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 luôn các bạn. Còn bị phong ấn nữa chứ các bạn, thấy nghiệt ngã không? Đây, tiếp tục là bạn ấy. Ôi trời, gớt lại rồi anh em ơi. Sorry. Buồn cười phết thì chứ. Bởi vậy nhiều lúc cú có nhiều va bắn rất là ngáo các bạn, thật sự luôn. Cái này là phải công nhận luôn, cú có nhiều va bắn rất là độc đáo luôn ấy mọi người. Những cái va mà kiểu như là không thể. Ôi trời. Cú ơi là cú thiệt chứ. Sorry anh em về hai cái va bay tấu hề nha các bạn. Thật sự là mình muốn bay lên chiếc lá ấy, tuy nhiên thì do là mình làm biến tính ấy mọi người. Nhưng mà không ngờ nó lại trở thành một cái pha gọi là tấu hề phết luôn ấy mọi người.
Vải thì chứ bay như thế mà nó không lên chiếc lá giùm mình nữa. Mà nó cứ gơi gụng cây thiệt chứ. Ở dưới đây thì sẽ rất là dễ bị ăn hạt nhân nha anh em. Cho nên là Cú sẽ tìm vị trí nào đó để Cú bay lên các bạn ơi. Chứ nếu như mà không bay lên thì rất là khó nha các bạn. Ôi trời ơi, một pha bay không có tên anh em. Nghiệt ngã thiệt chứ. Ok. Xuyên giáp các bạn. Một pha ném bét xuyên giáp kèm với đó là hơn 100k máu thì đã kết thúc luôn bạn ấy. Có vẻ như là Cú là người đang may mắn. Nhưng mà thật sự là những cái may mắn này Cú muốn dành cho những bạn mà gọi là bung máu như khi nãy ấy. Thật sự bắn nó mới phê, chứ thật sự win những cái bạn 5x như thế này á, thì đồng ý là họ cũng mạnh. Nhưng mà kiểu như là mình thua mấy bạn 5x á, thì nó đỡ cay hơn. Tại vì tệ gì mình cũng win được nhiều trận rồi. Còn đối với những bạn bung máu 7x á, thì mình nếu như mà thật sự mà mình win được á các bạn, thì nó sẽ ok hơn và cảm giác là nó hăng lắm kìa, rất là phê. Còn mà thua hoài á, kiểu như đi gặp cái nó nản làm sao ấy mọi người. Mà một khi mình nản á là mình sẽ bắn mid ngộ vậy đó. Cái bản thân Cú càng tức càng cay là càng bắn mid và càng đen nha. Làm như đây tiếp tục là gặp Apollo. Bạn này thì cùng server rồi. Sử dụng một băng và bia bơm nha anh em. Bây giờ thì Cú sẽ bay xuống phía bên dưới. Không biết là bay xong có tên hay không đây. Không có tên thì bị hành cho mà sập đầu luôn ấy. Ok con về. Ôi chết rồi, lỡ bò hay lố rồi anh em. Ôi lại đưa cho bạn ấy có góc bắn chúng ta rồi mọi người. Tại vì cái vị trí của Cú á, thì hơi bị ngáo, đáng lẽ là mình phải bò ngược lên trên để lấy góc 65 ấy. Tuy nhiên là mình bò ngu cho nên là mình nhõng cái đầu xuống. Ôi trời ơi, xuyên giáp. Đau thế. Xuyên giáp và cả hạt nhân luôn các bạn. 142k máu cho một pha phản đam của Cú khá là đau nha. Đấy, nó phải thế chứ nhỏ. Mới đây mà đã gần xong 10 trận rồi anh em, nhanh phết nhờ. Để mình xem ổn ổn thì mình sẽ mua thêm 1-2 trận để mình đi ha mọi người. Đang rất là máu. Đây tiếp tục là Apollo. Cảnh này, cảnh hồ hoàng kiếm này thì cảnh này là thường thường là anh em sẽ sử dụng 555 nha mọi người. 9 góc 8 9. Hình như là hơi mít nhờ. À vẫn chuẩn. Apollo tuy là lực chiến của bạn ấy chỉ tầm 900 lẻ mấy ca thôi anh em, nhưng mà cũng rất là trâu nha. Một pha bắn mít. Ồ 80k máu. Ôi trời ơi, cái mồm của Cú hay không mọi người? Mọi người có thấy em đón sát thương như thần không mọi người? Đau thiệt chứ, đúng là bắn cả buổi không bằng người ta nổ hạt nhân bạo kích luôn ấy. Ờ thôi toàn rồi, bầu luôn. Liên kích nha anh em, trận này thua rồi. Bị hạt nhân và bạo kích thì coi như toàn rồi. Bạo kích và hạt nhân rất là mạnh. 80k máu. Tức là full một cái cây máu của Cú mà bạn ấy bắn chỉ còn một tí xíu. Tức là nó trừ thêm cả 21k máu của Bét nữa nha em. Là có thể cái pha sát thương vừa rồi nó lên hơn cả 100.000 máu ấy. Tại vì cái lượng máu có sẵn của Cú thì nó đã rất là cao rồi. Nó đã, để một lát Cú ra Cú cho mọi người xem. Đây tiếp tục là một bạn bung map nha. Nhiều người bung map thế nhở. 64, 45. Bò vô anh em ơi, bò ra đó là bị bem xẹp đầu đấy.
6, 14, 5, 15. 58 nha anh em. Rồi ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ gọi là full dam kèm với đó là skill khóa di chuyển nha các bạn. Ủa rồi không có một pha rig nào xảy ra luôn các bạn. Và ở cái vị trí của bạn này nằm thì khi mà đưa bạn ấy vào xuống cái cảnh cứng thì bạn ấy vẫn có góc cho hai đầu luôn. Hay thế. Vẫn có tôn luôn các bạn. Mười sáu bảo kích nha anh em. Như thế mà cũng không có tên. Các bạn thấy nó nghiệt không? Đời nó nghiệt thiệt chứ. Ném chay hạt nhân xong rồi có tên, mà cú ném chay lại thì không có tên. Đúng là nghiệt ngã thiệt. Ở đây thì mình bò tới bò lui là chủ yếu là cho đối thủ kiểu như là có thể là họ không nhìn thì họ sẽ quên. Họ sẽ quên đi cái vị trí của chúng ta. Nhưng mà cái đó là đối với những người ẩu như cú thôi. Còn những bạn này thì bắn kỹ lắm anh em ơi. Tiếp tục là hai pha băng. Chắc có lẽ là sẽ kích hoạt cái trừ phòng thủ và kèm với đó là để có bâu ấy anh em. À vẫn chưa có bâu. Chúc mừng bạn quay vào ô mất lượt nha. Bây giờ thì bạn ấy tung ra cho mình một pha cộng 2x3 và 50% sát thương nha anh em. Rất chuẩn xác luôn. Siêu và chuẩn. Phòng ấn nữa chứ. Cái phòng ấn này làm hoài như thế này thì cú đã bung map rồi mà còn đỏ như thế thì làm sao mà cú chơi lại được anh em. Không có tên luôn các bạn. Thiệt chứ nhiều lúc bất ngờ phết ấy. Đấy. Dắt cái game về nhà chơi luôn. Không cần phải bắn nữa. Đem cái game về nhà chơi luôn. Thiệt chứ cay, thiệt chứ con gà hôm nay là nó hết yêu cú rồi sao ấy mọi người. Mấy cái cảnh như thế này thì xuyên giáp bạo kích của cú đâu mà nó không cho mình. Nó không cho mình nhờ. Đấy, bắt đầu lấy góc 65 rồi đó nha mọi người. Để chuẩn bị bâu ấy. Liên kết nha anh em. Quan trọng nhất là cái pha bâu này bạn ấy có chạy ngọc hay không đây nè. À trời ơi, phải bò cho nó chuẩn số 10 nữa hả cha. Tính ra bạn ấy bắn chuẩn mà bạn. Rồi xong cái gì đây. Liên kết và cả thần báu. Bởi vậy cứ nói với anh em rồi. Gặp những bạn bung á, thua là thua cái này nè. Rất là cay, rất là đỏ ở những cái pha bâu luôn ấy. Thật sự nha, hồi nãy giờ anh em đã thấy là cú gặp hai bạn bung map rồi. Và khi bung map thì đáng lẽ là phải cho họ xui một tí xíu chứ. Chứ sao mà cho họ đỏ phết như thế thì làm sao mà bắn lại được mọi người. Trong khi đó thì cú cầm một cái combo phải gọi là bet hu. Nó không có một chỉ số tấn công và phòng thủ nào cả. Và cả con bet. Và cả cái cây búa nữa. Cái này thiệt sự là than sơ. Than thân trách phận luôn nha mọi người. Không lẽ là chuyển sang buôn map chơi chứ. Thật sự không buôn map hơi bị thiệt thòi. Ôi giời ơi. Ông anh mình kìa. Ở đây thì cú sẽ full luôn. Nếu như mà ảnh may mắn ảnh sống thì cho ảnh đào đi. Còn nếu như ảnh thua thì thôi nha. Chứ nếu như mà thật sự nếu cú muốn chơi thì cú đã chơi đào rồi ấy. Trừ máu là biết chuẩn rồi ha anh em. Ok. Tội ông anh tôi sao tự nhiên cho sếp gặp tôi thế nhở. Hôm nay hơi bị cay. Mặc dù là cũng lên được gà chín ha anh em. Bây giờ thì cú thử ghép cái này coi có ai hay không. Còn không có ai thì cú sẽ ngưng video luôn. Hôm nay là thua hai bạn buôn map. Thiệt sự rất là cay luôn ấy mọi người. Cảm giác là ngọc nó phản mình rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là đen.
gặp mấy bạn mà yếu yếu hơn với lại cảnh ấy thì lại cho chạy ngọc khá là ngon, bảo kích và cả xuyên, bảo kích và cả hạt nhân đồ nữa, rất là đã luôn. Nhưng mà khi gặp bung máu thì ngọc nó lép các bạn, đúng là ngọc ngu thiệt chứ, cay thiệt. Để Cú xem đến 60 giây xem có ai hay không. Nếu không có ai thì Cú sẽ kết thúc video luôn nhé các bạn. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ video của mình. Cũng như là hiện tại thì anh em nào đang cần tìm nick, đang cần nạp mốc, đang cần giao dịch trung gian thì các bạn liên hệ trực tiếp với Cú qua Zalo cũng như là số điện thoại ở trên video và ở phần mô tả ha. Thì hôm nay là thứ tư thì Cú cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Và các bạn nào mà cần nạp mốc ngày hôm nay thì các bạn liên hệ với mình, số điện thoại ở trên video và ở phần mô tả. Hiện tại thì những cái nick tầm trung ở bên Cú ấy thì hầu như là cũng còn một vài con thôi, còn khá là ít. Nhưng mà Cú hiện tại thì vẫn đang thu vào và đang ra vào thôi, cho nên vài bữa thì nó lại nhiều và đầy thôi. Thì anh em nào có nhu cầu thì sang tư vấn, sang Cú tư vấn ha. Bye bye và chúc các bạn là có ngày thứ tư vui vẻ nha. Bây giờ thì mình ngưng đây, không có ai rồi anh em ơi.